Ban Quản lý Sân Vận động Quốc gia Gelora Bung Karno của Indonesia đang tiến hành các công đoạn bảo trì và chăm sóc mặt cỏ để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới của đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đối thủ của họ sẽ là đội tuyển Việt Nam. Mặt cỏ sân vận động Gelora Bung Karno đã bị tổn thương khá nhiều sau khi tổ chức sự kiện tranh cử tổng thống mới của Indonesia vừa qua. Tuy nhiên, do thời gian đến trận đấu vẫn còn gần một tháng, nên ban quản lý sân khá tự tin về việc đảm bảo chất lượng tốt nhất cho mặt cỏ khi trận đấu diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới. Các hoạt động bảo trì được ưu tiên về chất lượng thực địa, cơ sở hạ tầng và các cơ sở hỗ trợ khác trong khu vực Gelora Bung Karno. Sự phát triển của mặt cỏ Gelora Bung Karno cho đến hôm nay vẫn còn một số khu vực nhỏ bị tổn thương. Cần đặc biệt chú ý và quan tâm chăm sóc để sớm phục hồi trở lại. Sân vận động Gelora Bung Karno sử dụng mặt cỏ lai theo tiêu chuẩn FIFA và được biết đến là thánh địa của bóng đá Indonesia với sức chứa hơn 77.000 khán giả.